nhân viên ngân hàng giỡn. Dạ thưa dì, con ở bên ngân hàng, con là người thụ lý hồ sơ của dì mấy ngày trước, tụi con sẽ giải quyết cho dì vay. Cái gì cũng phải có ngoại lệ hết dì. Tôi ra thiệt hả? Dạ đúng rồi dì. Bây giờ con gửi số tài khoản ngân hàng cho dì, dì chuyển vào trong đó 5 triệu. Cái kết của sự cả tin. Trời ơi, cái số tài khoản này là số tài khoản cá nhân, đã là không có tiền rồi giờ còn mất tiền nữa. Mời các bạn theo dõi Chuyện Cảm Giác 16:40 Chủ nhật ngày 31 tháng 10 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 để vạch trần trò lừa của kẻ gian và có bài học cảnh giác hữu ích quý vị nhé.